Quá chán nản vì da bóng dầu thì làm sao mà dám đăng lên Facebook được. Đừng lo, ổng Bụt đây. Bụt sẽ dạy cách xóa dầu siêu cấp đỉnh cao cho con. Đầu tiên, nhân đôi lớp ảnh nền lên với Ctrl J. Tiếp theo sẽ chọn những vùng bị bóng dầu vào Window Channels. Trong mục Channels có 4 kênh, chọn và kéo kênh Blue xuống biểu tượng trang giấy để sao chép. Nhấn Ctrl L để mở chức năng Level lên. Chúng ta sẽ tăng vùng đen lên và giảm vùng trắng xuống. Cách này sẽ giới hạn lại những khu vực còn lại là vùng bị bóng dầu. Ok, kéo thả kênh này vào biểu tượng hình tròn để lấy vùng chọn. Mở lại tất cả các kênh, di chuyển về mục Layers. Chọn công cụ Brush, nhấn giữ Alt, chọn vào vùng màu da gần khu vực da bóng dầu để lấy tông màu da. Nhớ điều chỉnh Opacity về khoảng 30% thôi nha. Tăng kích thước brush lên với phím tắt như sau và tô vào vùng bóng dầu. Tương tự như vậy, nhớ chọn màu tông da ở gần khu vực bị bóng dầu để tô nhé. Nếu không, da sẽ không được đều màu đâu đấy. Xem trước và sau để coi kết quả như thế nào nhé. Xuất sắc luôn. Nhân đôi lớp này lên, Ctrl J để thêm một lớp mờ nhẹ. Filter, Blur, Gaussian Blur. 10 pixels. Nhấn giữ Alt và chọn vào nút Layer Mask để tạo lớp mask màu đen. Bây giờ dùng brush màu trắng để tô vào những khu vực lúc này để làm mờ nhẹ đi, giống như tán màu cho đều vậy. Điều này sẽ giúp ảnh trông giống thật hơn. Nhớ là đừng để opacity quá cao nhé. Tạo Stamp Visual Layer bằng Ctrl Alt Shift E. Đây là một lớp tổng hợp từ tất cả các lớp phía dưới. Vào Filter, Order, High Pass. 2 pixels. Ok. Đổi sang Vivid Light trong Blend Mode để tăng phần chi tiết. Nhấn Ctrl Alt G để tăng phần chi tiết ở những khu vực vừa làm mờ ban nãy. Tạo một lớp mới với màu trắng bằng nút Ctrl Delete. Filter, Noise, Add Noise. 3 pixels. Ok. Đổi sang Linear Burn trong Blend Mode để thêm một chút noise cho bức ảnh thêm tự nhiên. Bỏ tất cả các lớp vào một nhóm, điều chỉnh opacity phù hợp theo ý bạn. Thế nên, xong rồi, giờ thì mạnh dạn tự tin mà up ảnh đi hen. Nếu bạn thích clip này, hãy ghé thăm kênh YouTube bên mình. Nơi đó có rất nhiều thủ thuật, mẹo hay đang được đăng tải mỗi ngày. Đường link nằm ở hồ sơ bên mình đó nha. Cảm ơn các bạn.